Rồi mình tiến hành mình chấm bài tiếp ha. Nguyễn Tiến Học, Nguyễn Tiến Học. À, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5, trang 6, trang 7, trang 1. Đây trang 1, trang 1 thì em làm luôn phương pháp B ha, phương pháp A làm khó quá, phương pháp B tính. Rồi. Định thức. Rồi ok. Nguyễn Tiến Học. Rồi. Trang 3. Chỉ có 3 vòng kính. Định thức. Rồi. Delta. À, 0,24. Rồi cái bài này delta tính sai nha. Cái dòng này với dòng này không dính nhau, dòng này với cái dòng này cũng không dính nhau mà em không liệt kê nên delta tính sai ha. Bẻ bốt biên. Rồi. Bốt biên vẽ được, còn bốt pha chưa vẽ được ha, bốt pha. À. Chỗ này là sao? Em để số 0 đây là sai nha. 0 10 mũ trừ 2 lớn hơn 0 thì sao em để vì sao? Nha. Nó như là một bot file em dễ sai hoàn toàn. Nguyễn Xuân. Xuân ơi, họ tên mã sinh viên đâu hết rồi em? Trời ơi. Họ tên mã sinh viên. Rồi trang nào, trang 1, trang 2 đâu? Quốc một phát một một đống làm sao thầy biết đường thầy chấm em? Chết chưa? Bây giờ câu 2 đi. 2A. Liệt vòng kính đường tiến ok rồi thì sao nữa? Đến ta đâu? Có vẻ đúng á. Câu 1. Câu 1 có vẻ đúng. Nói chung em không đánh số trang thì rất là khó chấm em. Rồi. Lê Hoài Lâm. Delta 1 của em là tương ứng với đường tiến B1 là 1 trừ cái gì?
Delta 11, delta 411 vậy, còn cái này là delta đúng không? Delta mà em ghi delta 1 là thấy sai đây nè. Nha. Em để delta 1 là không được. Nhưng mà thôi, nói chung bỏ qua cái lỗi đó cho đó. Lê Hoài Lâm. Hoàng Đại Phúc. Chữ ký em đâu Phúc? Họ, tên, mã sinh viên, chữ ký và cái số trang của em. Không có số trang không có được. Ở đây em chỉ có một thằng B là không được rồi nha. Nó có rất là nhiều B, em liệt kê gì là sai rồi. Nè, đường tiến nè. Ở đây cũng có đường tiến nữa nè. Ở đây cũng là đường tiến, rất là nhiều đường tiến. Mà ở đây em chỉ có liệt kê có một đường tiến là em thiếu rồi. Mà thiếu là sai bét hết rồi ha. Rồi ở đây đường tiến, một đường tiến, vòng kính có bốn vòng kính. Rồi cái đem câu B thì đúng ha. Hoàng Đại Phúc. Hồ Văn Nguyên. Ủa, tính delta sao không tính hàm truyền đi em? Tới đây rồi không ra hàm truyền bằng bao nhiêu luôn đi trời. Ơi, trời ơi. Tới đây rồi mà còn tính ra cái hàm truyền là cái gì uổng vậy? Ở mà trang này của em không có họ tên mã số sinh viên gì hết nha. Hồ Văn Nguyên. Bây giờ hai hướng, một á là cộng lại chia đôi, hai á là chấm những trang có chữ ký thôi. Thì tại thấy như chấm những trang có chữ ký thôi có vẻ có điểm nhiều hơn á. Rồi đây. Chục L để decibel đàng hoàng. Đó. Mã Hiền Khoa. Rồi mình đa bài về mình chấm nha. Bài này của bạn nặng quá. Mã Hiền Khoa. Trang 1. Ừ rồi. Bạn chia khoảng không có đúng nha, đây không, đây trừ 20, tự nhiên đây trừ 50 là cái quái gì vậy? Chia tầm bậy tầm bạ hết. Ở đây không, ở đây một, tự nhiên đây thành ba. Chị em không hợp lý nha em. Không hợp lý cho nên cái bot biên em dễ sai rồi nha. Lưu ý nha, dễ bot biên phải dễ chính xác. Ở đây em chia khoảng sai rồi. Cho nên này không chấm cái bot biên của em được dù em dễ dạng đúng nha. Bot pha tính sai rồi nha. Bot pha tính sai hoàn toàn rồi. Cái bảng cũng sai luôn rồi. Nó bắt đầu bằng không. Sau đó từ từ tính thời gian nó cũng về không. Rồi bài 1. Nè nè nè,
cái chỗ này hàm truyền, mũi tên đâu, mũi tên đâu, mũi tên, thiếu mũi tên. Thiếu mũi tên là cái này gì không không có chấm được nha, cẩn thận. 1 2 3, 3 đường tiến, ok, vòng kính thiếu vòng kính rồi. 1 thiếu vòng kính trầm trọng luôn em nè, 1 vòng kính, 2 vòng kính, 3 vòng kính, xong rồi cái đường nhánh ở dưới đây nó tạo thành vòng kính mới, rồi đường nhánh ở đây nó tạo thành vòng kính mới nữa nè. Thiếu vòng kính trầm trọng, sai nha. Rồi. Rồi phương pháp Mason. Thiếu nè. Cặp này không dính nhau, ok. Cái cặp này cũng đâu có dính nhau đâu, phải hai cặp mới đúng, thiếu sai luôn nha. Phương pháp bài 1. Ơi, tích liễu thành đại đi, cài mọi thứ chút chút. Hàm truyền này sai rồi đó nha. Đào Anh Quân. Trời ơi. Một mũi tên đâu em? Phải có mũi tên chứ. 1 2 3. Nè, mũi tên này em dễ, một chiều mũi tên sai rồi. Chiều mũi tên sai rồi ha. Nè nè. Em vẽ cái sơ đồ dòng tín hiệu mà chiều mũi tên sai rồi là thầy không thể chấm được nghe ở phía dưới nha. Tại vì không thể nào từ chiều mũi tên sai mà em ghi ra được vòng kính đường tiến đúng được ha. Lưu ý, bài này không chấm được. Rồi, đây bài này đúng. Ủa, có nhiêu đây hả? Rồi, 0725. Tên gì đây? Đào Anh Quân. Trần Duy, Đào Duy Khang. Hình như bài này thầy chưa chấm nè. 1 2 3. Rồi 0,25 ha. Rồi, chỗ này mũi tên nhớ để mũi tên ngay giữa nhánh nha, không để một đầu nha. B1, B2, B3 vòng kính 6 vòng kính. Delta này sai nha, không thể nào chỉ có một cặp vòng kính không dính nhau được. Nhiều cặp vòng kính không dính nhau lắm, chỗ này không dính nhau nè. À, đúng rồi. À, đúng đúng đúng, thì xin lỗi. Một cặp vòng kính không dính nhau. Chỉ có một cặp vòng kính dính nhau. Rồi. Này lộn, thầy quên cái đáp án. Ngõ ra phải dễ ngõ ra chứ em. Phải dễ ngõ ra. Ở đây ngõ vào có đường nhánh ngõ vào. R mở ngoặc S đóng ngoặc đại đàng hoàng nha. Rồi. Không ghi ra cho đàng hoàng em. Tới đây dừng lại rồi. Rồi Phạm Hoàng Gia Bảo, ha Phạm Hà Gia Bảo. Gia Bảo. Hình như là cái kết quả này có vấn đề á. Nhưng bạn tính toán ra nhiều quá là thầy không biết được. Thôi được rồi, coi như đúng đi. Chắc là đúng rồi đó.
Ủa sao ta đây không tính nữa vậy? Rồi, Nguyễn Hoàng Long. Delta của em sai nha. Nó có tới hai cặp vòng kính không dính nhau lận. Nè. Cặp này nè. Với cặp này nữa nè, hai cặp lận cho nên delta em tính sai rồi. Khúc trên thì cho tới khúc trên thì em vẫn còn đúng. B có nhiều B lắm em ơi, em liệt kê thiếu rồi ha. L em cũng thiếu một cái L cái gì.